Có phải là làm tay cô bị thương không? Không có. Chỉ là chạm một tí thôi. Bim Bim thật sự là rất ngon, còn mua cả bánh quy Bim Bim khoai tây nữa. Có phải là làm tay cô bị thương không? Không có. Chỉ là chạm một tí thôi. Tôi cứ nghĩ là bị nặng. Bị mất ngủ. Lệch múi giờ. Đến hơn 10 ngày, hết lệch múi giờ lâu rồi. Chắc là do mì ngon quá. Mùi vị chỗ này bình thường. Cũng được lắm mà. Ít nhất thì tôi cũng đẳng rất ngon miệng. Nước dùng gà tối nay không ngon bằng truyền thống. Tôi còn không nhận ra đó là canh gà. Đúng thế. Cảm giác anh rất rành về mì. Đêm hôm ai còn nhắn tin cho chị thế? Huấn luyện viên Trần. Tiếp tục. Nói về chuyện nhà đi. Em nghĩ thế nào? Em thế nào cũng được chị mà. Chị và chị Trịnh Nghệ thì em okay. Cũng thấy ok. Lại là huấn luyện viên à? Ừ, anh ý giới thiệu đồ ăn cho chị. Cảm ơn. Cảm ơn. Có cơ hội sẽ mời cô. Thả để hủy. Có cơ hội sẽ mời cô. Anh đúng là rất thích người khác ăn.